trên thị trường xe cũ hiện nay, một chiếc Honda HRV đang được chào bán với mức giá rẻ không ngờ. Tham khảo xe đã qua sử dụng, một chiếc Honda HRV sản xuất năm 2022 đang được một salon chào bán với mức giá 810 triệu có thể thương lượng thêm. Người bán cho biết xe thuộc phiên bản RS cao cấp nhất, ngoại thất màu đỏ, nội thất màu đen, chỉ số lăn bánh là 18.000 km. Xe có sẵn dàn trang bị gồm cách âm, ghế phụ chỉnh điện, thảm sàn, bảo hiểm vật chất, camera 360 theo màn hình Android. Phim cách nhiệt, cảm biến áp suất lốp, nẹp bước chân có đèn. Được biết, ở thời điểm mua mới, giá niêm yết của HGV RS màu đỏ là 871 triệu. Để lăn bánh chiếc xe, người dùng sẽ phải bỏ ra một khoản tiền dao động từ 980 đến 997 triệu. Như vậy, người bán đã chấp nhận chịu lỗ đến hơn 187 triệu cho một chiếc Honda HGV bản RS mới lăn bánh 18.000 km. Tuy nhiên, xét theo chiều hướng ngược lại, với những người dùng không ngại sử dụng xe cũ thì đây là một lựa chọn đáng cân nhắc. Về tổng thể, Honda hr 2022 sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.385mm, 1.790mm, 1.590mm, chiều dài cơ sở đạt 2.610mm và khoảng sáng gầm là 181mm. Ngoại thất của hr 2022 sở hữu thiết kế vuông vức, mang phong cách thể thao năng động. Khu vực đầu xe nổi bật, với cụm lưới tản nhiệt mạ chrome cùng họa tiết kim cương đẹp mắt. Những trang bị đáng chú ý có cụm đèn full LED vuốt ngược, đèn sương mù LED, cụm đèn hậu được nối với nhau bởi dài đèn LED chạy ngang, logo rs được gắn ở đầu và đuôi xe, vành la răng 18 in. Vào bên trong khoang lái, Honda HR-V 2022 gây ấn tượng với không gian nội thất rộng rãi, cùng nhiều trang bị tiện nghi hiện đại. Trong đó nổi bật là vô lăng bọc ra điều chỉnh 4 hướng, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 in, màn hình cảm ứng trung tâm 8 in, hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto, ghế lái điều chỉnh 8 hướng hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Sức mạnh đến từ khối động cơ 1.5 turbo sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô men xoắn cực đại 240 Nm kết hợp với hộp số vô cấp VCT. Về công nghệ an toàn được trang bị hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, hệ thống quan sát làn đường Honda Land Watch và 6 túi khí. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn sở hữu gói công nghệ an toàn Honda Sensing với các tính năng tiên tiến như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm giải tốc độ thấp, giảm thiểu trạch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, thông báo xe phía trước khởi hành. Em...